Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích, luôn cập nhật những tin tức chính trị xã hội nóng hổi nhất trong ngày. Đến với chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, trận mưa lớn ở Tế Nam diễn ra từ 17 giờ đến 20 giờ tối ngày Chủ nhật. Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông đã hứng chịu một cơn mưa lớn. Do lượng mưa lớn trong thời gian ngắn và hệ thống thoát nước đô thị không đủ khả năng thoát nước nhanh, nên đã có 25 người thiệt mạng, 4 người mất tích, hơn 170 người bị thương và thiệt hại lớn về tài sản. Bắt đầu từ 5 giờ chiều, lượng mưa tối đa trong vòng 3 giờ là 180mm. Dữ liệu này là mức tối đa trong lịch sử kể từ khi Tế Nam có hồ sơ khí tượng. Địa hình Tế Nam cao ở phía Nam và thấp ở phía Bắc, một số con đường chính trong thành phố chạy theo hướng Bắc Nam, lũ lụt xâm chiếm phía Bắc dọc theo con đường và gặp mưa ở khu đô thị dọc đường, cuối cùng là đổ thẳng vào quảng trường Tuyền Thành ở trung tâm thành phố. Người phụ trách chính quyền thành phố Tế Nam cho biết trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông rằng lượng mưa quá lớn và hệ thống thoát nước kém là nguyên nhân chính dẫn đến lũ lụt nghiêm trọng và hệ thống cống rãnh của thành phố Tế Nam và các cơ sở thoát nước khác không hoàn hảo. Nhưng ông tin rằng hệ thống thoát nước dù hoàn hảo đến đâu cũng không thể chịu được lượng mưa lớn như vậy. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng thành phố cổ Tế Nam vẫn sử dụng hệ thống đường ống thoát nước từ hàng thập kỷ trước, thậm chí hàng trăm năm trước. Theo dữ liệu, đường ống của đường chính là 300mm và các đoạn đường khác xung quanh nhỏ hơn tiêu chuẩn này. Theo phân tích của các nhà chuyên môn, kể cả khi trời mưa to thông thường, để nước mang theo cặn thoát ra ngoài thuận lợi, đường ống phải cao hơn ít nhất 500mm. Để phát triển ngành du lịch địa phương, các cống hào quanh năm đóng để trữ nước chưa kịp mở trước trận mưa lớn, sau khi mở đã bị các tàu du lịch từ thượng nguồn đổ về chặn lại, khiến hào bị lấp lại gây ngập nước. Vào khoảng 18 giờ 15 phút ngày thứ Bảy, trận mưa lớn đã khiến nước trong hào dâng cao, phá vỡ các công trình kiểm soát lũ ở phía bắc của trung tâm mua sắm, tràn vào trung tâm mua sắm. Ở trung tâm mua sắm 15 phút, nước trong trung tâm mua sắm đã ngập sâu 1,6 mét. Do thời tiết quá nóng vào ngày hôm đó, nhiều người dân đã chọn mua sắm để giải trí trong trung tâm mua sắm dưới lòng đất, ước tính có hàng chục nghìn khách hàng trong trung tâm mua sắm vào thời điểm đó. Theo ký ức của những người chứng kiến, lúc 18 giờ 10 phút hôm đó, nước bắt đầu tràn vào trung tâm thương mại, ngay sau đó một số quầy bị nước cuốn trôi. Đến khoảng 18 giờ 25 phút, toàn bộ hộp đèn ở mỗi quầy đều bị tắt và đèn khẩn cấp lần lượt được bật lên. Hiện trường bắt đầu xuất hiện tình trạng hỗn loạn. Một số quầy bán hàng bị cướp phá khiến các kệ hàng bị đổ sập. Bên dưới có thể nhiều người đã đập phá. Diện tích khu mua sắm rất lớn, địa hình bên trong phức tạp. Dưới điều kiện tối tăm hỗn loạn như vậy, người ở nơi trong cùng nếu không thuộc địa hình thì khó có thể kịp thời chạy thoát. Theo Ginza, do công ty kịp thời đưa ra kế hoạch khẩn cấp, hơn 10.000 khách hàng và hàng nghìn nhân viên trong trung tâm mua sắm dưới lòng đất đã được sơ tán an toàn trong thời gian tương đối ngắn và không có thương vong xảy ra trong quá trình này. Con số chính thức về số người chết trong trận lũ là hơn 20 người, nhưng nguyên nhân cái chết vẫn chưa được thống kê. Tuy nhiên, theo các nhân chứng và người trong cuộc tại hiện trường, ước tính số người chết đuối có thể lên đến hơn 100 người. Kính thưa quý vị, thảm họa dòng chảy mảnh vụn xảy ra tại huyện Chu Cử, quận tự trị Tây Tạng, Gannan, tỉnh Cam Túc vào ngày 7 vừa qua. Trận mưa xối xả kéo dài hơn 40 phút đã khiến đất đá tràn vào quận và chặn đứng hai con sông để tạo thành hồ chắn. Cuộc tìm kiếm kết thúc vào ngày 17. Theo số liệu chính thức của Trung Quốc, thảm họa đã khiến tổng cộng 1.557 người chết và 208 người mất tích. Thảm họa này là một trong những thảm họa lũ lụt nghiêm trọng nhất trong lịch sử Trung Quốc đại lục. Theo Yang Gu, thống đốc khu tự trị dân tộc Tạng, Gannan, vào lúc 22 giờ ngày thứ Bảy, tại khu vực địa phương đã xảy ra mưa lớn, mưa kéo dài khoảng 40 phút. 2 giờ sau, vào lúc 0 giờ ngày Chủ nhật, quận bị thảm họa lở đất. Theo trang web của chính quyền tỉnh Cam Túc, vào lúc 11 giờ ngày Chủ nhật, trận lở đất kinh hoàng ở huyện Chu Cử đã khiến thị trấn của huyện bị san phẳng với chiều dài 5km và rộng 500m từ Bắc xuống Nam. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông được biết, có một trường tiểu học nằm trong khu bị san bằng, nhưng không biết liệu có học sinh nào sống trong trường hay không. Trong một ngôi làng, 300 ngôi nhà bị chôn vùi và hầu như không có ai trốn thoát. Quận lỵ bị ngập lụt và 50.000 người bị ảnh hưởng. Hôm Chủ nhật, trận lở đất khiến 127 người chết và 1.294 người mất tích. Một cư dân giấu tên của huyện Chu Cử nói với một phóng viên của Caixin.com rằng vào đêm ngày thứ Bảy, cư dân địa phương đã bị chết và thi thể của họ rơi xuống hạ lưu sông Bạch Long, gây khó khăn cho công tác thống kê.
trận lở đất đã chặn dòng sông để tạo thành một hồ chắn nước và quận Chu Cử bị ngập đến tầng thứ 3. Và khu vực bị ngập lụt chiếm 2/3 diện tích toàn quận. Đường phố ban đầu hoàn chỉnh sau khi bị ngập lũ lụt bên dưới bắt đầu nổi bong bóng, càng nguy hiểm hơn. Vào tối ngày thứ tư sau 3 ngày, trận mưa lớn ở Chu Cử một lần nữa gây ra lở đất và hơn 45.000 m² đất lở đã khiến đoạn đường cao tốc Lương Hà Khẩu Chu Cử đến Nam Ngưu sạt lở đất lớn. Mưa lớn khiến thêm 3 người mất tích ở Chu Cử và tạo ra một hồ chắn nước mới. Hôm thứ Ba, Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp triển khai toàn diện công tác cứu nạn khẩn cấp tại huyện Chu Khúc, khu tự trị dân tộc Tạng Gannan, tỉnh Cam Túc. Các chuyên gia của Viện Khoa học Trung Quốc tin rằng do cấu trúc địa chất, địa hình và điều kiện khí tượng thủy văn đặc biệt của địa phương, thung lũng sông Bạch Long, nơi có huyện Chu Cử là một trong những khu vực sạt lở đất và dòng chảy mạnh vụn phát triển nhất ở Trung Quốc. Năm 1997, các chuyên gia trong nước đưa ra cảnh báo vật liệu rắn chính của dòng mảnh vụn này đến từ các trầm tích sụp đổ và lở đất sau trận động đất tại trấn Bình Đại ở Cam Túc năm 1879. Năm 2008, các nhà địa chất cảnh báo rằng có nguy cơ lở đất ở khu vực Chu Cử và hơn 60 vụ lở đất đã xảy ra vào năm đó, nhưng không có ai thiệt mạng. Tuy nhiên, chính quyền địa phương vẫn không có biện pháp phòng ngừa thích hợp. Năm 1997, Mai Đồng Tào, một chuyên gia về dòng mảnh vụn, người đã tiến hành một cuộc khảo sát về vấn đề dòng mảnh vụn ở địa phương, tin rằng dòng mảnh vụn ở huyện Chu Cử chủ yếu được xác định bởi các điều kiện môi trường khí tượng thủy văn, địa hình và địa chất. Các hoạt động của con người đối với môi trường sinh thái có tác động tương đối ít đến sự hình thành các dòng mảnh vụn. Tiến sĩ Yu Pingzhen từ Viện Giám sát Địa chất và Môi trường Trung Quốc tin rằng sự phát triển của khu vực Zhoukou đã gây ra sự tàn phá rừng và thảm thực vật, và thảm họa chắc chắn sẽ xảy ra dưới tác động của mưa xối xả liên tục. Tiến sĩ Wang Ping từ Cơ quan Đánh giá Môi trường Quốc tế AATA tại Hoa Kỳ tin rằng mặc dù ảnh hưởng của địa hình, tính chất đá và khí hậu quyết định mối đe dọa tiềm ẩn của các thảm họa địa chất, nhưng thiệt hại môi trường do phát triển quá mức là nguyên nhân chính của các thảm họa địa chất. Kênh Green Channel của Tencent.com đã phỏng vấn Zhang Zhong, một chuyên gia địa chất và nhà khoa học chính của Hiệp hội Nghiên cứu núi Hengdian. Ông ước tính rằng có 4 nguyên nhân chính dẫn đến thảm họa, đó là cơn mưa kéo dài 40 phút lần này có khả năng trở thành nguyên nhân chính gây ra thảm họa này, cấu trúc địa chất không ổn định trong khi công tác phòng chống thiên tai chưa được quan tâm đúng mức. Chất thải xây dựng kỹ thuật của các dự án quy mô lớn được đổ ngẫu nhiên trên đường đi và rất dễ sụp đổ và bị cuốn trôi xuống sông trong trường hợp mưa lớn, khiến việc xả lũ của sông bị tắc nghẽn. Một số công trình thủy lợi quy mô lớn đã được xây dựng ở thượng nguồn sông Bạch Long. Việc triển khai xây dựng các công trình này đã khiến cấu trúc địa chất địa phương trở nên lỏng lẻo hơn, rất dễ gây ra các tai biến thứ cấp như lở đất. Chuyên gia địa chất Zhang Zhong còn kêu gọi chúng ta phải quan tâm đầy đủ đến việc ngăn ngừa các thảm họa thứ cấp sau thiên tai trong điều kiện thời tiết cực đoan và thực hiện các biện pháp phòng ngừa tương ứng. Chúng ta phải chuẩn hóa kỹ thuật xây dựng trong các vành đai hoạt động địa chất. Trong khi thành phố đang phát triển nhanh chóng, cũng cần tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng của thành phố và cải thiện khả năng kiểm soát lũ lụt và thoát nước của thành phố. Ngoài tuyên bố của chính phủ Trung Quốc rằng ngọn núi đã bị nới lỏng bởi địa chất, khí tượng và trận động đất xảy ra trước đó và cơn mưa xối xả đã cuốn trôi ngọn núi lỏng lẻo cùng với vị trí của Chu Cử ở phần dưới của vùng trũng của núi và các yếu tố tự nhiên khác. Bên cạnh đó, một số nhà phân tích cho rằng vẫn có yếu tố con người hủy hoại môi trường sinh thái. Đối với hải cốt của các nạn nhân không thể xác định được danh tính, cơ quan công an sẽ trích xuất tài liệu để xét nghiệm ADN từ hải cốt và hải cốt sẽ được cục dân chính hỏa táng hoặc chôn cất. Một số dân làng chỉ ra rằng phí hỏa táng quá đắt. Trước đó, một trận động đất lớn đã xảy ra tại huyện Chu Cử, tỉnh Cam Túc, miền Tây Trung Quốc. Tính đến ngày thứ Sáu, 1.254 người thiệt mạng và 490 người mất tích trong thảm họa lở đất Chu Cử. Tân Hoa Xã đưa tin đây là thảm họa lở đất tồi tệ nhất kể từ khi Chu Cử được ghi nhận và nó cũng có thể là thảm họa lở đất tồi tệ nhất ở Trung Quốc trong 80 năm qua. Huyện Chu Cử là một trong những khu vực sạt lở đất và dòng mảnh vỡ phát triển mạnh ở Trung Quốc. Có rất nhiều ghi chép về Chu Cử trong lịch sử của thảm họa địa chất Trung Quốc trong những năm gần đây. Các dữ liệu chính thức
Tam Yến, Ngọc Câu, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đã hứng chịu 3 trận lở đất trong lịch sử vào năm 1978, 1989 và 1992, phá hủy 842 ngôi nhà và khiến 196 người thiệt mạng. Trước khi trận lở đất xảy ra vào lúc 22 giờ ngày thứ Năm, Chu Cử đã đổ mưa lớn trong 2 giờ liên tiếp. Theo Cục Khí tượng, tổng lượng mưa lên tới 90mm, phá vỡ kỷ lục lịch sử. Có lẽ đó là vào ban đêm, điều đó đã khiến cho mọi người không chú ý cảnh giác. Sau khi thảm họa xảy ra, Bộ Đất đai và Tài nguyên Trung Quốc đã ngay lập tức cho rằng thảm họa xảy ra do 5 nguyên nhân chính, bao gồm nằm trong khu vực có tỷ lệ xảy ra thảm họa địa chất cao và liên quan đến trận động đất ở Vấn Xuyên, đồng thời cho rằng thảm họa gần như không thể xảy ra. Cuối tuần, miền Nam đã học được từ Viện Giám sát Môi trường Địa chất rằng báo cáo đã đánh dấu rõ ràng vị trí quy mô, tính ổn định, tính nhạy cảm và các đối tượng có nguy cơ tuyệt chủng của 140 tai biến địa chất. Làng Shanyuan, Liyayu, khu vực dòng chảy mình vỡ trong làng được liệt kê. Báo cáo yêu cầu các bộ phận liên quan không được mất cảnh giác, triển khai kinh phí cho các dự án kiểm soát rủi ro càng sớm càng tốt và ngăn chặn sự xuất hiện của lở đất. Sau trận động đất ở Vân Xuyên vào tháng 6 năm 2008, nhóm chuyên gia Bắc Kinh đã đến Chukwu để điều tra và xác định rằng có hơn 60 điểm sạt lở đất trong quận và 13 điểm sạt lở nghiêm trọng, đe dọa sự an toàn của các ngôi làng ở hạ lưu và phải được hết sức chú ý. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.